phong tỏa tạm thời chợ Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Ngày 14 tháng 8, liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 được Bệnh viện Quân y 103 phát hiện qua khám sàng lọc, trú tại nhà 19T3, khu đô thị Kiến Hưng, thuộc tổ 21, phường Kiến Hưng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng đã tạm thời phong tỏa chợ Mậu Lương, nơi bệnh nhân từng đến, để truy vết dịch tễ theo quy định. Theo báo cáo của Ban Quản lý chợ Mậu Lương, ca F0 cư trú ở tổ dân phố 21, phường Kiến Hưng, vào chợ Mậu Lương mua hàng vào ngày 13 tháng 8 năm 2021. Ban Quản lý chợ đang kêu gọi yêu cầu các tiểu thương kinh doanh tại chợ nghỉ bán hàng để trạm y tế phường Kiến Hưng tổ chức truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kêu gọi người dân từng đến chợ thời điểm trên tự theo dõi sức khỏe tại nhà và nếu phát hiện các triệu chứng ho sốt, cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để được hướng dẫn. Hai ca F0 là TTD, sinh năm 1981, công tác tại Trung ương đoàn, và TDQ, nam, sinh năm 2014, con trai bệnh nhân TTD. Chiều ngày 13 tháng 8, bệnh nhân TTD có biểu hiện sốt vào khám tại khu khám sàng lọc COVID-19 của Bệnh viện Quân y 103 và được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính.